tiên tụi mình sẽ chơi game Blockfoot Bud Bat, Blockfoot nhưng siêu tệ, với 2k4 người chơi. Mình nghĩ những tựa game phát này nó sắp nổi tiếng gần bằng Blockfoot rồi đó. Cách nhau có khoảng 600 mấy k người chơi chứ nhiều. Em đâu rồi? Ủa, nhạc gương là làm Blockfoot ha. Sao em có chút xíu vậy? anh nhặt được trái chấn động nè. Vậy em nhặt được 2 trái quỷ luôn. Đâu coi rồi. Ui. Trái Gravity nhìn giống cục cức gì à? Ôi! Kitsune Food spam kìa. Ui ghê, đăng ký kìa. Kitsune. Ôi. Nó có sự kiện Kitsune y chang trong Blockfoot luôn kìa. Ôi. 10 cục mới lụm được. Ê 10 cục mới đổi được. Ui con khủng long cái đen ỉa ra trái quỷ nè, tin không? Anh ăn được trái sao nè, anh ăn trái sao rồi nè. Okay. Em ăn trái quỷ nào mạnh mạnh vô đi, anh với em solo với nhau nè. Solo nè. Tu Du, tao là Tu Du top 1 Spirit Việt Nam. Ủa sao anh đứng yên con chó vậy? Ui, trái đất em ghê vậy. Ê, nó hút anh lại rồi, What the fuck? Mày ở này. Đừng hút anh lại. No, what? No, what? Ghê hả? Em lụm được trái Kitsune hả? Em ăn đi. Anh có trái to rồi. Trời, nhặt được trái Kitsune luôn. Oh my god, giống chồng lần trước rồi đó. Ôi. Ây da. Cái gì vậy? Khoan đã, anh đang bị lỗi rồi. Mày. What blood doing? What blood? Gì nữa? Anh bắn kìa. Ui. Yeah. Ôi, what the fuck? Lật kèo. Thật ra thì không có pha là kèo nữa hết, bởi vì pha này là mình ghép á. Nói chung thì theo mình cảm nhận thì tựa game này hơi lắc và chơi không hay cho lắm, nên là mình sẽ cho nó 3 sao nha. Mình được trái Kitsune nên mình sẽ cho là 7 sao nha. Ok, và tựa game tiếp theo tụi mình sẽ chơi đó chính là trái quỷ miễn phí trong Blockfoot Uppy. Em nghĩ cái này có thiệt không Phô? Em nghĩ thiệt các bạn, em kể rồi. Nó kể nó mất ạc đúng không? Em nè. Ui, chứ Kitsune này bá đạo quá. Ôi, admin nói là chiến thắng Uppy này để nhận phần thưởng nha. Lưu ý thì đây chính là Blockfoot phát 100% nha, nên là các bạn đừng làm theo. Vậy thôi, em phải cố gắng chiến thắng bằng chính bản thân trái phải. Để anh kia đi cho này đi trước đây. Ui, bên đây nè. What? U má đừng. Tới lượt anh dẫn em tới chiến thắng nè. Đừng tới luôn, đi tới luôn. Tới hả? Hay, đâu nữa? Hay, anh nghĩ nha, coi anh. Em tính gì ở cái lan can. Má chị Hiệp cười đau bụng quá. Thì nói chung tựa game này là phát 100% nha, và nó còn khiến mình trở nên ức chế nữa. Má, nó kỳ quá, nên là mình sẽ đánh giá nó 1 sao. Em cũng 1 sao, nó cũng làm em ức chế. Ui, nhưng mà nó có con mèo banana cat nè. 2 sao. 2 sao nha, game này 2 sao nhờ có con mèo nữa nha. Thì tựa game tiếp theo đó chính là The Best Copy of Blockfoot. Nãy giờ mình nhìn tưởng Blockfoot thiệt không các bạn? Để avatar mấy cái này cái kiểu khá là giống Blockfoot thiệt ha. Ôi chuẩn nha, giống Blockfoot vãi, nó cho mình chọn hải tặc hoặc là hải quân luôn nè. Thôi anh chọn hải tặc nha, ngay từ nhỏ được huấn luyện để trở thành một đấng hải tặc. Ui vãi, ông bán trái quỷ trong đây có bản năng vô cực luôn nè. Ông này cũng bán trái quỷ siêu rẻ luôn nè. Gear 4 ông bán có 1k8 belly à. Thì game này mới vô nó cho mình cái chân giữa bốc lửa luôn nha các bạn. Dạ. Yeah. Mày đá tao hả? Mày what? Wait. Trời ơi, bốc hơi luôn. Sao em đá anh có 2 hit anh chết rồi. Nãy giờ em đá anh trước rồi. Ok, thì game này mình nghĩ là khá giống Blockfoot thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ để farm belly. Ui, một nhiệm vụ nó cho mình 500 belly luôn. What the hell. Ok, mình farm mua Gear 4 thử nha các bạn. Để xem coi là Gear 4 trong đây nó có bá đạo như ở trong anime. Quái kìa. Ê, anh em mình đá hội đồng này, quýnh nó. Phút gì, quýnh thế này. Rồi hai con quái nữa anh farm xong rồi. Mình cảm thấy sức mạnh mình bá đạo quá, kiểu thằng nào lại tranh farm mình là hai anh em mình đá nó chết luôn á. Kìa, nó lại hai anh em nó lại. Ôi hai anh em nó lại thì bỏ đi. Ba con quái nữa là anh đủ 1k8 melee rồi. Thì không biết lý do tại sao nhưng mà trong game này thì FPS của mình nó tuột xuống tầm đâu đó khoảng 30 cho tới 1 FPS luôn. What the hell. Mặc dù thì máy mình cũng khá là mạnh nha, nhưng mà chơi game này thì nó phải gọi là lắc vãi cái chưởng luôn. Mặc dù khá là lắc nhưng mà không sao các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã đủ 1k8 melee để mua trái ác quỷ rồi. Rồi, hãy cho tôi thức tỉnh sức mạnh Luffy Gear 4 đi. Let's go. Mua. Sao mua? Hay là phải lụm thêm 50 belly nó mới mua được. Trời, chuẩn luôn. Sao có 2 chiêu vậy? Trái Luffy Gear 4 chỉ có 2 chiêu thôi. Chiêu B em là biến hình. Trắng à. Ui, trời. Anh Luffy. Thằng nào hồi nãy quýnh tao? Mày phải không?
King Kong Gun. Ui mạnh kìa, mạnh kìa. Ôi animation cũng đẹp á chứ. À mà animation đẹp á, animation của cái game này nhìn ngầu á. Ôi các bạn xem nè, các bạn xem chiêu của mình nè. Cú đấm sấm sét. Đùng. Không mất máu luôn. Đùng. làm ơn gây đam cho nó đi. Đùng. Một K8 Billy của tôi đó, làm ơn đi. Trời ơi. Ok các bạn ơi, thì nói chung thì trái Luffy Gear 4 này á, nó chỉ được cái ngầu thôi, còn sát thương thì không đáng kể. Ok, mình cảm thấy thì game này làm animation với lại model cũng khá đẹp. Nhưng mà được cái thì nó hơi lắc thôi. Nên mình sẽ cho game này 3 sao. Em thấy game lắc quá, trên nhức đầu 2 sao. Ừ thôi, anh xuống 1 sao luôn nha, má lắc quá. Ok, một tựa game tiếp theo đó chính là Blackfoot Budget. Thì đây là một tựa game được đánh giá tới 87% lượt thích. Điều này đồng nghĩa với việc là nó siêu hay luôn. Nhìn Kitsune ánh nền kìa. Mặc dù là con Kitsune này nhìn hơi ngu chút xíu nhưng mà người ta đánh giá cao chắc là hay á. Chắc người ta quan trọng yếu tố BB hơn đó. Ui, ở đây thì nó sẽ cho các bạn chọn giữa Kitsune hoặc là Leopard các kiểu luôn nha. Ui em chọn gì? Anh nghĩ là anh sẽ chọn anh chọn Kitsune. Game này VV thiệt á là anh. Ui em quá anh nữa. Ui game hay vậy, game hay vậy. Ờ game này hay vãi luôn á, game này hay nhìn hay á. Ai anh nè, anh phía sau nè, anh là Kitsune phía sau nè. Nè anh nhảy nè, anh nhảy nè. Ok ra bên hông đi anh em mình PVP với nhau, trọng nó quýnh nhau loạn quá, có thằng nó vượt theo em kìa. Rồi vô nè, vô nè. Chiêu 1 đó gì? À nè, đỡ đòn nè cu. Mày nè mày. Ui cạo đáo vậy. Ôi chiêu số 4 rất mạnh á, chiêu số 4 rất mạnh á. Mày xé xốn lè mày. Ôi đây thằng kia không ai đánh lộn chung thì kiếm anh em mình đánh vậy. À chết nè, chết luôn nè, chết luôn nè. Ui anh giết nó rồi. Mày cũng phải chết thì sao, thì sao mày chịu nổi một cú của anh không? Ôi Kitsune mạnh quá, một cú là gột, một đòn là gột. Các bạn nhìn trái Kitsune mặt ngu ngu thôi nhưng mà rất là mạnh nha các bạn. Ra đây nè, ra chỗ cũ nè, em là Leopard. Ui cái gì ghê vậy? Mày ghê cỡ nào, mày ghê cỡ nào, sao đỡ được pha đó. Nè nè cắn. Ôi nè nè quýnh xa nè, đạp. Ui mạnh vậy, khát đom. Dạ mạnh à mày. Ê, thằng kia nó quýnh lén kìa. Nó cần hai anh em mình luôn rồi. Chơi gimbal đi. À, game này hay quá à, game này chơi cuốn quá ấy. Suốt mày nè con. Số 2 đó gì đây? Đù. Ây da. Rồi, mạnh không? Rồi sao chạy? Suốt. Ây da. Suốt em bay người luôn. Mày. Ui, anh suốt thằng này bay. Suốt thằng này luôn, suốt mày luôn. Rồi. Ôi anh cân 2 luôn rồi, anh mới vừa cân 2 á Phúc thấy không? Liên tập là suốt à. Mày. Nhưng mà anh phải chết ở đây rồi, em xin lỗi nha. Sao? À đù. Ok, chơi magma nè, để anh thử xài với magma nha. Em đâu rồi? Ai cú đấm sấm sét. Ui, anh đấm phát chết 3 thằng luôn kìa. Nhưng mà tao em đấm anh chết luôn. Mày đâu? Ai, coi chừng nha. Đùa với lửa là nóng lắm đó. Ơi. Trời, anh giết em rồi. Nước easy. Easy. Đùa với lửa là nóng lắm đó nha. Lửa cũng không có chịu nổi anh đâu đó. Anh là đấm thằng ấy quá quyền lủng bụng luôn. Ôi anh chưa xuống lòng đất nè. Ai cú đấm sấm nhung nham. Ây da, em đừng bắn được lắm nữa. What the fuck? What the fuck? Sợ chị cô. Sao? Kiểu cái xin em mày ra. Mày độn thổ chi thật. Ây da. Vãi cây quá. Thôi lần này sẽ chơi đô đốc nhìn mặt ngầu nhất nha. Đô đốc Aokiji. Rồi anh sẽ là người mạnh nhất. Ôi em ra đây nè. Chạy ra đây đi, anh em mình quýnh nhau thôi, đừng cho tụi nó thấy. Ê, tao kêu mày chạy ra chứ có kêu mày quýnh tao đâu. Chuyện vàng hả? Khứa này bắn tùm lum các bạn ơi. Rồi xong. Ê, sao chiêu gì nhỏ xíu vậy? Trời, trượt chính không, ngầu vãi. Mà không có tiền đam luôn. Chắc cây đam đó nha. Bùm. Đừng tưởng anh dễ ăn Phúc ơi. Quýnh thì anh chạy. Rồi, chạy đi. Sao bắn trốn? Lụm. Ui, pha đó chỉ cần một đứa. Mày. Rồi, lụm. No. Anh phải là người chiến thắng, không thể nào là em được. Anh phải là người chiến thắng. Rồi, thua rồi đó. Xong. Ê. Mà cày quá. Thôi được rồi, game này nói chung thì độ họa cũng đẹp, PVP cũng cuốn. Nên là mình sẽ đánh giá cho game này là 4 sao nha. Đây là game mà kiểu mình thấy nãy giờ là hay nhất luôn rồi đó. Em cũng thấy vậy á, game PVP nãy giờ rất là hay.
Ừ, năm sao. nãy giờ thấy đúng game này hay luôn á. Thôi cho 5 sao đi, đây tụi game hay nhất nãy giờ rồi. Và tụi game tiếp theo mà tụi mình chơi đó chính là Block Foot. Rồi để vô chơi nha. Ui thì mới vô nó cho mình trái magma với lại trái cát luôn nha các bạn. Ui hai trái này ăn luôn rồi nè. Ghê vậy, xài chiêu được luôn. Ui đỉnh vậy. Khá là đẹp á, Ui đồ họa đẹp á chứ. Đồ họa, ây da, ây da, ây, ây. chiêu khá là đẹp luôn á, Ui rất chiêu, là đẹp luôn. chiêu nhìn ngầu vậy ta. Để thử nha. Bùm, trời. Ui chiêu, chiêu đẹp vậy. Ơi, em coi anh nhảy được không? Chị What xe the một fuck? hòn đảo hay hả? New World gì Ừ mà sao có một hòn đảo vậy? Nó nói là có thế giới mới mà. vậy? Có quái luôn chứ. Ai có khi đây là cái hòn đảo mới của nó. Nhưng mà đẹp ơi. nhưng mà đẹp. Ui, anh đi được dưới biển luôn nè. Tôm Ui. Để anh test chiêu thử nha. Trời, đẹp dữ vậy. Trời. Đu 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 đu. Ui 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 ui. Ui ui. ui à, ngày hay kệ da Ui. tâm cây Dạ, dạ. Ôi ơi, đánh nó bị văng 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 lên trời luôn kìa. ừ Dạ, dạ, dạ. Anh xỉu rồi, anh xỉu rồi. Do đồ họa của game này khá là đẹp nên là mình với VDuck quyết định PVP một ván để so tài và cũng như cho các bạn xem hết tất cả chiêu của nó luôn nha. Ê, làm gì tiếp đâu cận nhanh nha mày. Thích chết hả? Cú đấm sấm sét. Mấy thằng tiếp đóng cận là mấy thằng băng dễ chết đó các bạn. Mấy thằng tiếp cận là mấy thằng dễ chết lắm. Nè, 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 nè. Đấm là chỉ có chết thôi, đấm là chỉ có chết thôi. Ôi, ôi, vậy mà né được hả? TV đảo quá. Ôi đồ họa đẹp vậy. Đồ họa đẹp mà còn không Trời lắc nữa. Ây da, ây da, ây da. ơi. Ây da, bay, 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 bay. Chạy, chạy, chạy. Đùng. Thì nhảy lên trời. Ủa, vậy là không dính hả? Ừ, Chạy, tao chạy, tao chạy. 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 Thử, Chạy. thử đấm nhau, Chạy. thử đấm nhau. Coi ai đấm dữ hơn, coi ai đấm dữ hơn. Ai đấm dữ hơn, ai đấm dữ hơn. Rồi, em đâu rồi? Ai đấm dữ hơn? Chết. Em chết Ai đấm rồi. dữ hơn, ai đấm dữ hơn. Rồi, sao anh kẹt dưới đây rồi? Anh kẹt dưới biển rồi. Anh chết rồi. Anh thua Em rồi. thắng. Vậy cái trưởng thiệt. Rồi nói chung thì game này nãy giờ nha, mình cảm thấy là game này là một tựa game giống Lost Foot nhất với lại đồ họa đẹp nhất nữa. Nên là mình đánh giá game này 5 sao. Mình thắng nên mình đánh giá 6 sao nha các bạn. Thì bài học hôm nay mình rút ra được đó chính là đừng bao giờ chủ quan. Mày 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 Easy. Ủa, sao nó còn sống? Đừng bao giờ tắt tiếp lóc. What the fuck?